Xin chào mọi người. Hôm nay em có một số món đồ để giới thiệu với mọi người nhé. Thì đầu video em cũng xin lỗi một số bác là tại vì là cũng có rất nhiều bác nhắn mua cái món nọ món kia, nhưng mà thực ra thì một ngày em cũng có phải chục hai chục cuộc điện thoại nhắn tin ấy. Thành như là rất nhiều người dặn em cũng không nhớ được. Đấy, thì các bác cũng thông cảm nhé. Chứ hàng cũ thì nó không có nhiều, nó cũng chỉ có ít ít này thôi. Đó, thì em cứ có bao nhiêu em đăng video bao nhiêu thì các bác chịu khó coi video nhé. Ai mua được món nào thì em cảm ơn nhé. Em cũng không có nhớ được các bác là dặn mua cái gì nên các bác thông cảm nhé. Hôm nay em có một số món đồ để giới thiệu mọi người nhé. Đó thì hôm nay đa số là đồng hồ bản năng kim thôi. Đấy, đồng hồ bản năng kim này. Có mấy cái độc nạ hay quá. Để có độc nạ nha. Rồi có hai cái đồng hồ đo đo ampere AC DC nha các bác. Đấy thì đầu tiên em xin giới thiệu này. Đấy, có cái Sanoa mới nha các bác. À, mới cái này 450 nha. Đấy, 450 đầy đủ giấy tờ này. Mới, tính mới nha. Đấy. Canva nha. Đấy, model là AP31 nha. Nhất mới nha các bác. Đó, còn nguyên trong hộp chắc chưa sử dụng hoặc dùng được 1-2 lần. Đấy, rồi, Canva này. Đấy, nhờ em test nha các bác. Cái này mới nha, mang tháo kiểm tra này, trong ok hết nha. Rồi em test sơ cho mọi người nhé. Đấy. Này vẫn đầu lắm. Ui. Đó, không dùng rồi. Rồi tiện tháo luôn đi. Đấy. Rồi. Này. Đó, thấy không? Không biết là nó thay pin chưa thay không biết có còn không cơ. Rồi, đó là test luôn các bạn. Rồi, tính lắp xong. Rồi, S1 rồi. À, vẫn còn pin. Ok. Tại em thấy nó mới này, em chả có test luôn các bạn. Giờ mới test. Đó, còn ở trong hộp này. Mấy cái hàng tồn kho đó. Rồi X1 X1K nhé. Thì X10 nhé. Tí nó 1K xong đó. Rồi test con nè, điện trở nhé. 10 ohm này. Đó, 10 nó là 1 nhé. Rồi 2.17 này. Rồi lên 1K nhé. Đó, 2.17 này, 59.7 này. Rồi ok. Là test pin 9V này, 1.5V này. Đó, 1.5 này. Đó. Rồi 9V này. Đấy. Rồi DC. DC đây. 10V này. Đó, 10V này. 50 này. Rồi, 250, 500 này. Rồi AC nhá. AC nó có thang 500 này, 250 này. Rồi nó điện AC. Đấy, 500 này. 250 gì đây, cái thang 250 đây nha. Đó, 226V. 220 mấy V. 26 nha. Rồi này đủ mọi chức năng nha các bác. Rồi cái này cho đợi tí em xoáy xong. Đấy. Cái này mã số 1 450 nhá. Rồi. Cái này mấy bác dùng gia đình ok này. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi. Rồi, tiếp theo cái số 2. Rồi, số 2 là 500 nha các bác. Số 2 là một chiếc đồng hồ Kaiser này. Đấy, model là KF20. Rồi, nó có cái chống sốc. Số 2 là 500 này. Đấy. Rồi, đây, dây đây. Đấy, quấn ở đây. Đó. Rồi, tháo nha. Cái này nó bị thủng cái này. Chắc cái gì nó chọc ở đây thủng này. Nó thủng cái này. Nó không có phải là lớp nhựa bên trong đâu nha. Cái đấy chỉ là cái dán bên ngoài thôi. Cái lớp để can dán bên ngoài nó thủng này thôi. Đó đây này, đó cái này này, đấy thấy không, cái nào cái lớp sáng bên ngoài rồi đấy, nhưng nó cũng về lấy băng dính cái dính cái là hết nha. Đó rồi, đó đây máy em thay pin rồi. Đấy. Đó Kaiser Java
Đây là cái chống sốc nha, mã số 2500. Rồi em test này. Rồi X1. Đây chỉnh kim ở đây nha. Đấy, về không nha. Đó là 10 ohm này. Đấy 10 ohm nữa. Đây. 0 ohm, 5 ohm, 10, 20, 30, 40, 50, 50, nó hơn 10 xíu nhé. Này. Ha, đó nó hơn 10 xíu. 10 chấm mấy ha, 10 chấm mấy. Đấy, mỗi một vạch là một nhá. 1 2 3 4 5 này, 15 là 20 này. Đó, mỗi vạch là một thì nó chưa được một vạch. Ha, 10 chấm mấy. Rồi. X100. Rồi, chỉnh kim. Được không nha. Rồi. Cái này 2.17 này. Đấy, 22 đấy sao? 20 21 22 kìa. Đó, nó non xíu nha. Rồi. X1K con này nó đo rất chuẩn nha các bạn. Rồi, được không này. Con này 59 17 là 60 này. Đó, 60 đó thấy không? Nghe bạch dài 60 đó. Rồi, ok nha. Rồi, nó điện. Nó điện là DC. Con này nó đo tới ngàn 200V nha các bác. DC để 3V nó cũng pin này, 1.6 này. Đấy, 1.6 này. 12V này. Rồi nó cũng pin 10V này. Đó cái thằng 12 đây nhá, 10 ở đây nhá. Đấy. Chưa tới 10 nhá. Rồi. 30 này. Rồi lên 120 này. 300 này. 1200 này. Đấy, rồi. Nó điện DC nhá. Rồi DC để 300V. 300 này các bác lấy cái thang 30 này nhân 10 nhá. Rủ nó vào 200 nhân 10 là 200V nhé. Đó. 25 là 200 là 25 là 250 nhé. Đấy, đây là 225 nhé. Rồi. Đấy, 228V nha. 2830 gì đó, đó chừng đó. Rồi cái này nó có cái quấn này. Đấy, quấn nha. Rồi. Cái này mã số 2500 nha các bác. Đấy. Rất nhiều đồng hồ bình dân này nha các bác, đồng gia đình này. Rồi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 3. Số 3 một chiếc đồng hồ đo điện trở phát điện nhé. Con này của Latina nhé. Đấy, rất độc nha. Mã số 3 700 nha các bác. Đấy, là cái túi nha. Túi đựng. Túi đựng nha. Latina. Rồi. Này nó không có ghi năm sản xuất gì hết. Đó, nó đo được, nó phóng điện 500V này. 100 mA nha. 100 mA. Đó. Rồi, cái này test pin này, cái này tắt, cái này bật này. Đấy. Rồi đây là cái bộ dây của nó nha. Bộ dây này. Dây này. Đó, dây đo ampe, dây đo điện trả cái điện nha. Rồi nếu mà tháo có tháo này, này tháo. Rồi tháo cho bác coi bên trong nha. Ui, nó còn zin luôn. Đó, nó còn pin của nó này các bác. Bình gì nữa nó trong sáng chưa, trong rất sáng nhé. Đấy, cái này đi giấy, cái giấy che này em chưa tháo luôn, thấy nó đo ok không tháo, giờ mới tháo luôn này. Đấy, đây cái mạch nó này. Đấy, cái mạch nó này. Đấy, che nó lắm rất sáng nhé, rất đẹp nhé, trông như mới luôn. Đây này, đây. Đó, pin này. Chân pin đẹp luôn. Đấy, nguyên vẫn pin zin của nó nha. Nguyên hàng Latina màu đen luôn. Thì những cái này nó có 5992 này các bác này. Đây, chỗ 2 hơi mở. Tháng 8 hay tháng mấy này 5992 này. Đó, cái chỗ 2 hơi mở. Rồi. Đấy. Rồi làm test nha. Rồi cho đen vào đây. Đó, cho đỏ vào đây. Đây cái này test pin này, chúng bác bật trên đây, nó lên đây này. Đấy, nó lên pin này. Rồi thì yếu rồi. Test pin này tận trên này đây. Pin yếu quá này. Em thay pin nhé.
pin nó lên tận trên này nó không được. Hôm nay pin em thay các bác. Rồi em thay pin các bác, đó đây nha, pin 1 2 3 4 5 6 của anh của nó. Bác nào mua thì em lại cùng mình là kỷ niệm nhá. Cái này mua để sưu tầm nhá. Đấy đây, nếu mà thay pin cái test pin cái nó lên cái này này. Đấy ha, nó lên cái đó cũng được. Cho nên nên nhích cái là pin yếu. Đấy các bác chú ý cái đó nha. Rồi bỏ pin vào đây. Lát em cho cả pin đấy luôn, con lại quên mất. Quên mất của các bác. Dây nó rất dài nha. Đây cũng là 3m2 nó dài thế. Cái này chắc nó phải dài 1m5 các bác ạ, 1m5 m6 nè. Chắc nó phải dài chừng 1m6 là đây, cái bàn 1m2 nó vẫn còn mấy chục phân luôn. Đó. Nó hát bằng chừng này nè. Nó 1m6 nha, dây nó chắc dài chừng 1m6 ạ. Rồi, đo này, test này. Đấy. Đây nha, đây là test pin nha. Đấy, đấy, pin nó lên như vậy nha. Rồi, xoay lại. Rồi test phóng điện nha. Đấy, lên cái on này nè. Nó phóng này. Đấy, không mắc như vậy cũng được để em test nha các bác. Đây, lấy cái đồng hồ test luôn nha. Rồi. Rồi, cho nó phóng điện là đây. Trừ cộng con rồi để em cho nó phóng đi đó, cái này để 1200 nha, thang 1200 cái thang 12 này đấy, cái thang 12 nha, nhân lên 1000 lần luôn đó. Rồi. Ấy bây giờ đấy nha, bật nha. Cái này các bác lấy cái thang em để đang để cái thang 1200 nhá. Đấy, đây các bác nhìn cái thang 12 này nhá. Để dụ nó vào 400, số 4 nhân 1000 lần là 400V nhá. Số 6 nhân 1000 lần là 600V thì nó sẽ vào khoảng giữa này nhá. Là 500V nhá, thì cái này nó phóng được tầm 500V nhá. Đấy, thấy không? Tầm 500V nhá. Rồi cái điện trả các điện của cái đồng hồ này là 2 mấy mA cao chứ ạ. À đúng rồi, DC 20kΩ này đúng rồi. Đấy, nó phóng rất rất chuẩn nhá, DC 20k này. Cái này nó hơn 20k luôn. Đấy, thấy chưa? Nó thấy không? Đấy, đồng hồ nó lên nhá. Này. Đó, đây này. Phóng điện DC nhá, DC cái đồng hồ này, cách điện của đồng hồ này là 20k ôm trên vôn này. Đó là phóng được 20k này. Đấy, thấy không? À quên, nó phóng được điện là 500V và điện trở cách điện của đồng hồ này là hơn 20mA. Đấy, thấy chưa? Đấy, rất ok nha. Rồi. Rồi, cái này là model Lati nhá các bác, rất đẹp. Rồi. Cái này cả hộp da, đây hộp da của nó nha. Đấy, tặng các bác cái hộp da này các bác. Cái này nói chung là các bác vừa dùng vừa sưu tầm ok này. Đấy, Latina rất đẹp này. Còn rất đẹp này. Cái nhựa của nó bóng này. Sau 3 năm mà nó vẫn bóng này. Cái này chắc nó sản xuất năm 1992 nhá. Nó có cái năm này. Năm 1992 cho. Tháng 8 năm 1992 gì đó. Đấy. Rồi. Chiếc đồng hồ Lati rất đẹp. Nghe ven này nữa. Lati thì khỏi gần cái nào cho nghe ven. Đó, rất đẹp nha. Rồi, máy dây nha. Đấy, dây đây. Để được cái lắp sau được pin nha. Đấy, để về các bác sưu tầm nha. Rồi, rồi tiếp theo. Mai dùng toàn đồng hồ độc. Đồng hồ độc nhạc thôi. Đó, tiếp theo là một chiếc đồng hồ nó ghi là Hitachi. Cái này nã lắm các bác. Nay em mới gặp đầu tiên. Mã số 4600 này. Đấy, rất độc. Rồi, đây các bác coi nha. Đấy, rất độc nha. Này, rất độc. Đấy. Rồi, để mở cho bác coi bên trong nha. Đấy, rồi lại còn viên zin của nó nguyên luôn. Mấy cái này từ bao nhiêu năm mà nó vẫn còn ok, đó pin zin nó nha. Đấy. Bên trong nha. Rồi. Ok không? Đó, nó còn điện trả lỗi này. Pin này. Chết đáp.
Dây áp rất to rồi, rồi em lắp này. Đấy, rồi cái này nó rất độc nha, to lắm, rất to, bàn tay, quên cả mức thước ở đây, đây bàn tay, tay cái này nó khoảng gần 20, quên cũng thước. Rồi, này nó đo điện là ACDC tới 1200V nha các bác, đó tới 1200V nha, này. Hitachi này, rồi Multi, đấy, model này, USA. US2A. Đó, nói chung cái đồng hồ này nó đọc là gì đây, nó đọc nay mới gặp đầu tiên. Okay, bao tiền này, mã số 4600 nhé. Đấy, đo này, trừ này, cộng này, dây của nó bẩn bắn nhưng mà rất mềm đúng không ạ, rất mềm nhé. Đây bắn về quá giữa cái này, nó lại có một đầu này đọc kẹp, đầu này đo, đầu này đọc kẹp. Đấy, cái cặp này cũng có chữ da ben ở đây, có không? Ừ, có chữ này, chữ gì đó. Đấy, cặp Nhật rồi, nó ô X1 như nào. Đấy, X1 nè, pin nó vẫn còn luôn, bao nhiêu năm vẫn còn pin luôn. Chỉnh này, đấy, chỉnh như đây rồi, về không. Đấy, để mà zoom lại cho bác coi cái đồng hồ này nhé. Rồi. Rồi, X1 con này 10 ohm này. Cái này nó một đầu kẹp. Đấy, 10 này. Ok chưa? Nhất đúng nha. Đấy, 10 nha. Rồi. X100 này. Chỉnh kim này. Đấy. Con này 2.17 nha. Đấy, 2.17 này. Đó, 20 này, 2.17 này. Chuẩn chưa? Có những rất chuẩn nha. Rồi X1000. Rồi, con này 5.9.7 này. Đấy, đầu nó kẹp, còn đầu trọt vô. Đấy, 50 này, 60 này. Ok nha. Rồi. Đo điện. Đo điện DC này, đấy 6V này. Đo cục pin nha. Đấy, đây nè. 30V này. Rồi. Đây này 6V này. Đây cái thang 6, cái này có thang 6V luôn này. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây 1V này. Đấy 1.5 này ha. Rồi 30, đó cái thang 30 luôn. 30 này, đấy, à 10V đây nhá. Đấy 10V nha. Đấy, bây giờ lần 10 nha. 120 này. Rồi lên 300 này, lên 1200 lên. Rồi, cái là này có mini be này. Đo điện AC đây, AC này. AC để 300V nha. 300V rồi, cái này không trọt được rồi. Đây AC. Em lấy cái này kẹp ở đây nha. Tại vì cái này nó không có trọt được. Đấy. Rồi. AC này các bác chú ý nha. Đấy, để 300V, cái thang 300 thì là lấy cái thang 30. Rồi, 20 là 200 nha. Đây là 250 này. Đấy, ok nha. 220 mấy vô nha. Rồi. Đấy, đồng hồ cổ nhưng mà rất chuẩn nha các bác. Đấy, các bác mua về sưu tầm cái này này. Đấy, trưng bày sưu tầm độc lạ. Thấy không? Rất độc lạ nha. Rồi. Nó ghi là Hitachi này, còn em chả tìm thấy nó là cái gì nữa, tại cái đồng hồ này em mới gặp. Bán được cũng nhiều nhưng nay gặp cái đồng hồ là lạ. Đấy. Rồi, mã số 4600 nha các bác. 600. Đấy. Rồi, đây.
Rồi cái này đây là của cái này, tiếp theo là mã thanh lý nữa các bác. Đây có cái đồng hồ thanh lý này của một bác cái mua của em về, bác cái dùng nhưng mà bác cái muốn đổi cái đồng hồ số đó, thì em nay em bác này gửi em chưa khui luôn, nó giờ mới khui này đó. Để bác nhờ bán hộ để bác lấy cái đồng hồ khác, đồng hồ số nó dễ nhìn. Rồi nay mới khui đấy. Rồi thì bữa em bán cho bác 600, nay bác cái bữa bán lại được bao nhiêu cho bác này, bác đổi một số. Rồi thì em thanh lý nha, em lấy cái kéo một cắt. Đấy chung là cái nào em bán của em thì là hàng mình cái này em bán là đùm bác thôi nha, đang lên đây em bán được bao nhiêu thì bán được bao nhiêu thì em gửi lại tiền cho bác thôi, em không có lấy đồng nào hết. Đấy rồi đây này, đây rất mới nha, nó một bác về cũng đo một hai lần thấy nó khó coi, bác đổi cái đồng hồ số. Rồi để em bán đùm em test nha, test ok thì em đây cái này cũng hôm em bán 600. Nói chung em thanh lý lại thì các bác nào có nhu cầu thì mua thì được bao nhiêu tiền thì em lại gửi lại bác thôi, chứ em không có lấy đồng nào hết. Rồi chỉnh kim nha, đấy em test nha, tháo luôn đấy, tháo trước đây. Cái này là con Nissan Hoa nha, model 5220 nha. À, cái tem của em này, vậy là cái này là bác cái đã bóc nó mở ra xem rồi này, đó, cái tem em dán này. Tem em dán là bác cái đã mở ra xem rồi nha, đó, mở ra xem rồi nha, em coi đây. Đó bác mở ra xem rồi, nói chung là hàng cho em gửi đi là em đều dán tem hết luôn. Hàng thì em bán em chỉ bao test cho bác thôi, bao test ok thôi, chứ còn em dán tem là để phòng khi mà ship mà họ giao có vấn đề gì thì em còn xử lý thôi, chứ còn tem em chỉ dán để em xử lý thôi, chứ máy thì tại vì máy nó chẳng có gì hỏng, nó chỉ sợ các bác đo nhầm thôi. Rồi về không nha. À để luôn này. Đấy về không nha. Rồi con này 10 ohm này. Rồi đúng 10 ohm nha các bác. Rồi ok. Con này X10 này. Đấy con này 2.17 này. Rồi 200 ok. Hơn xíu. Rồi X1K này. Đấy. Rồi con này 59.7 này. Rồi 60 lon ok. Đó con này cũng rất đúng nha các bác. Rất đúng đó. Không có sai gì đâu. Rồi để thang nó điện AC nhá, 300 này. Đấy, 21 22 30 230V. Rồi 230. Nó điện DC nha. 300 này. Rồi đây. 30 rồi gần 10V ok, 12. Rồi 10 đây ok. 3V. Rồi 1.6 rồi ok, đầy đủ mọi chức năng không thiếu cái gì, giống như hôm em test thôi. Đấy rồi con này thì hôm em bán cho bác 600 này, hôm nay bác nhờ thanh lý lại cho bác mua cái đồng hồ của số. Rồi thì cái này em bán lại giúp bác là 450 nha, 450 để các bác mua về các bác dùng ok nha. Đấy nó giống như cái của em thôi. Đấy chẳng qua là ở Việt Nam qua tay một người thì nó thế này, 450 nha, 50k. Đó cái này em thanh lý giúp bác thôi, được bao tiền em trả bác. Đấy chứ em không có lấy đồng nào nha. Đấy cái này là 450 nha. Đấy bác nào mua cái này ok này, ok nha, hàng thanh lý này. Đấy giá dùng gia đình rất ok nha. Cái này 450 là mua là các bác phải mất phí ship nha, chứ em không có bao ship cái này nha. Đấy. Rồi ok. Đấy máy của bác xong rồi. Rồi giờ đến
tiếp tục là hai cái model này. Đấy, model này rất ok nha, rất hay nha, đọc nạ nha các bác. Để mà đây một đôi, nhưng mà em bán cái rồi, các bác thích mua nào mua, còn cái em để em test đồ. Nó về hai cái này thì nó đây, model là đời 1960, cái này là test ampe nha các bác, ampe ACDC luôn nha, test ACDC luôn, test được tới 10A nha. Bác nào mua về test đồ mà bán đồ giống nhau mua cái này về test ok. Thì cái này là đây bên trong nó sáng cả gì tháo đấy, các bác nhìn xuyên bên trong đó. Thì cái này bác nào có nhu cầu thì liên hệ riêng em nhé, em không có báo giá như này nhé. Tại vì mấy cái này thì bác nào có nhu cầu thì mới mua đấy, chứ còn không bình thường gia đình dám mua làm gì. Này thì bác thấp là mua test bán đồ giống nhau này đấy, bán đồ mua cái này về test đấy, có hộp hết nhé bác. Đây cái hộp, hai cái đều có hộp hết, đây là cái hộp của nó này đấy, hộp hai cái đều có hộp hết đấy, để ở dưới nó trên nó chặt chỗ đó, tí em test rồi. Còn cái này thì là đo ampe là tới 10 ampe này đó, đo cả ACDC nhé. Còn cái này là đo cả miliampe nhé, miliampe 100 miliampe này, 1 ampe này, 10 ampe này đấy. Rồi cái này mã số 5 này, cái này mã số 6 này đấy, cái này hầu như là chưa sử dụng luôn các đấy. Còn cái hộp này em còn hộp giấy nữa, rồi đấy, đây giấy này đấy, đấy. Rồi cái này 1973 nhé, cái này 1960, cái này 560 này, cái này 573 này, sau 13 năm này đấy. Rồi đó, bên trong nó sáng, các bác nhìn còn thấy 7 màu không đó, nhìn cái bộ khung khắc của nó còn 7 màu luôn nha, thì nó sáng, nó mới, chưa sử dụng đấy, thấy không, mới còn gì nữa, 7 màu luôn đấy là bên trong. Rồi cái này nó có thang này, 0.1A này, 1A này, 10A này đấy, nó đo ACDC nhé. Rồi để mà test một cái nha các bác, để đây đấy. Hai cái cũng đều có cả giấy này luôn nha, hai cái có đấy. Cái này em để trong hộp, cái hộp giấy của nó. Rồi em lấy cái test điện DC em test nha các bác. Đây là cái khoan này chạy điện DC nha. Rồi lên cục pin 12V. Đấy, để mà kết nối bằng test cho các bác nha. Đấy, nó hơi nhẹ nhàng tí. Rồi trong này test ampe thì nó đơn giản, ampe với mini ampe đơn giản đấy các bác cứ đấu lối tiếp thôi, một đầu cho vào trực tiếp của một đầu lối tiếp qua là được rồi. Đây điện rồi em kẹp ở đây thôi, chứ còn bình thường nó có dây xoáy nha, hoặc là các bác đút được cái lỗ này. Đấy, nó có lỗ và dây xoáy, cái này em test đồ cho vậy thôi. Đó, một đầu thì vào cái này rồi đầu ra. Rồi. Đầu ra. Đấy. Còn một đầu cũng quần và trực tiếp máy. Rồi còn đầu kia thì qua lối tiếp, nó là lối tiếp không? Nó lối tiếp qua thôi. Đấy xong rồi nha các bác. Rồi đây cái con này của em thì nó cứ chừng 3.5 ampe nha. Các bác nhìn này, đấy 3.5 chưa, con này đi mới chắc 3.5 rồi đấy. Cái này đây các bác nhìn này, đây nha, tắt này đó, ok chưa. Đây là test điện DC nhé, còn điện AC thì thôi test DC thôi. Bác nào mua thì em test riêng. Cái test này mất thời gian. Đấy, mày mới chưa sử dụng rồi. Đấy, các bác trói dắt vào, bác xoáy lại không? Đấy. Hai cái em bán cái nhá, bác nào mua cái nào được. Cái này thì giá tiền hơn cái này nó đo được miliampe này đắt tiền hơn. Mới có hộp đầy đủ nha, đó hai cái mã số 5, cái mã số 6 đó, mà mua liên hệ em riêng nha. Rồi, ok.
Rồi tiếp theo là chiếc đồng hồ Sanwa này, cái này cũng rất đẹp này, dây còn rất mới này. Nằm trong cái hộp, này xong lại còn cái hộp giấy còn lại nữa cơ. Đấy, dây này là dây rất mới này. Bộ dây này mà bán không là cũng phải 150 này nha, một bộ dây này đó, dây mới như này. Đấy, nhưng không có mà bán luôn các bạn. Này nếu mà có thì bán 150 là ok này, nhưng mà không có mà bán, nó đi trong máy rồi. Rất nhiều người hỏi dây mà cũng không có đâu, dây Nhật này. Nhật mới, chân nhỏ này nó hiếm, có chân to này đấy, hướng dẫn sử dụng này. Rồi cái máy này rất mới các bạn. Ở đây dính cái gì, cái tem bảo hành của người ta này. Đó, đây là bên trong nha. Rồi, nó thay pin rồi. Đó, thay pin mới. Cái này mã số 7700 nha. Rất đẹp á, nó là mua là ok. Dây rất mới. Rồi test máy thấy cắm lọc cộng trừ cắm lọc rồi còn mấy cái luôn mới lại như thế nào dễ. Rồi lấy sang cái này đo pin là 1.5 này, có đo pin luôn đấy. Rồi đo pin luôn. Rồi đo điện trở x1 này đấy, cho về không nha. Rồi con này 10 ohm này. Rồi đúng không? Nó chuẩn. Rồi. 10 ohm này. Đấy, 10 nha. Ok chưa? Rồi, X100. À, X10 nhé. Rồi, về không. Không nha, thử lại. Rồi, không. 2.17. Đấy, 2.17 nha. Rồi, X100. Nóng rồi. Lâu không dùng nó nóng. Rồi, được không? Rồi, không nha, đúng không nha. Đó là 59.7 này. Đấy, 60 nha. Thấy không? 500, 600 này. Rồi, đó con này 2.17 này. Đấy, hơn 20 nha. Thấy chưa? Rồi, đo điện DC này. 2.5V này. Đấy, cục pin 1.6 nha. 10V này, cục pin này, gần mắc kia này. Đấy, 50 này. Rồi, 250 này. 1.000 này. Rồi nó điện AC nhé, để 1.000 nhé. Rồi 250 nhé. Đấy, 225V. Ok nha. Rồi, đầy đủ mọi chức năng. Máy đẹp hoàn hảo nha các bác. Máy đẹp, dây đẹp luôn. Đấy, model là Sanwa nhé, JP30 nhé. Đấy, máy đẹp hoàn hảo luôn nha. Rất rẻ. Này 700 rẻ quá. Thôi, mua rẻ bán rẻ. Rồi dây nha, dây rất mới, nó còn là rất mới mà hướng dẫn đầy đủ đấy. Bác nào mua chốt cho em cái này chốt nhanh nha. Rồi tiếp theo là chiếc đồng hồ đấy, chiếc đồng hồ này model là T50BZ. Cái này nó đo được có thang đo X1, X10, X100 và 5m này, 5m này đấy. Rồi hướng dẫn đầy đủ, hướng dẫn này kia còn cái gì nữa đây, cái xe máy à? Này Sanwa rất làm cái xe máy luôn đấy. Đây cái tem được thời nào bây giờ Sanwa vì máy tính nữa nè, ghê à, máy sáp. Rồi đây em tháo các bác nha. Rồi ok, máy móc cái này em thay pin nha các bác, thay pin đó này máy nhá. Rồi em test máy nha, cộng trừ này,
cộng trừ dây cũng dây zin san hoa nhé các bác, này dây zin của nó nhé, đó san hoa nhé. Rồi đo điện x 1 này, rồi zoom lại. Đấy, rồi vậy cho nó dễ. Rồi dối. Rồi, con này 10 ôm nha. Đấy, 10 ôm nha, đúng nha các bác. Đấy, số 10 nha. Rồi, X10. Chữ kim. Rồi, được không? 2.17 đó, 200 đó, 202, gần 202. X100 rồi, gần không luôn này, 59.7 này, rồi 50-60 đó, đây 50-60, 2.17 này đó, rồi 5B, rồi rồi nó vậy đi, còn 59.7-60 đấy, 60 2.17 này, 1-2 này. Đó, ok nha. Rồi. Nó điện. À, cái này nó có cả bút bít này. Đó, chít chít tít này. Đấy, tít này. À, cái này nó có cả đo nét nha. Đo nét, đo đèn nét nha các bác. Đèn nét nó sáng. Đâu rồi. Đấy, sáng ha. Đấy, sáng đo được đèn nét. Rồi. DC 3V này. Thì ngược kim, cắm ngược các bác này, đó 1.6 nhá, 12 này. Rồi 60 này, 300 này, đấy, rồi 1.200 thì trên 300V các bác cắm ra bên này nhá, đấy. Trên 300V cắm bên này nhá, đấy, vừa em phóng điện, nó phóng điện cái máy rồi để trả cái điện nữa nhá. Rồi AC này, AC để 600V nha. Này nó có thang 120 này, thang 600 này. 600 này các bác lấy thang 60 này, nhân 10 nhá. Giả dụ nó vào 20 nhân 10 là 200 nhá. Đấy. Đấy, thấy không? Này. Rồi, này thang 120 nhá. Đây 120 thì là mấy cái thang 12 này nhá. Nó vào 100 này thì là 100V này. Rồi đem đo điện 100V này. Đấy. Thấy chưa? Đây nếu lên đây là 120 này, 100 này, 110 này. Đó rồi, đầy đủ mọi tính năng nha các bác. San hoa model là T50BZ đấy, rất đẹp. Rồi cái này mã số 8900 nha. Đấy, thang đo đó, thang 55B là cũng là thang đo điện trở cao rồi. Đấy. Rồi. Rồi cái cuối cùng đây. Rồi model cuối cùng là chiếc San Hoa kit 8D nhé. Đấy, kit 8D này có hộp luôn, rất mới. Rồi còn con điện trở này, hướng dẫn này, sách cái dây nữa này. Dây nó ở cái treo này này, đây găng nắp đấy, dây này. Còn bên này cái gì đây, bên này có mấy cái mạch. Rồi bên này có gì đây, dây hướng dẫn sử dụng nha, hướng dẫn nha. Đấy, đầy đủ. Rồi, đây máy San Hoa này. Đấy, để em tháo nha. Rồi, cái nắp của nó này. Đấy. Đấy. Rất mới, mới 99% luôn. Này em chưa tháo luôn các bác ạ. Em cắt rồi, em chưa tháo luôn, nó còn zin. Rồi, đây bên trong nó nha. Đó, chưa tháo luôn. Ok chưa? Pin zin. Chưa test luôn, này nó còn mới này. chưa có test, thấy mới là còn test rồi, mới là chỉ có quay trực tiếp như thế này thôi. Đó, cặp kim này, kim vàng chưa, hầu như chưa sử dụng nó, không thấy dấu vết, để em xem, chưa đi dấu vết sử dụng luôn này. Đấy, chưa thấy dấu vết sử dụng luôn, nhất vàng dây đẹp. Rồi em test nha, tắt này. X1 nó
không. Đấy, kim á, kim này là bộ khung kim chất lượng cao nhá, nó lên từ từ mà về cũng rất từ từ nhá. Đấy, rất từ từ nhá, khung kim chất lượng cao nhá. Cao cấp, khung kim cao cấp. Rồi 10. Ý, chắc bị nhiễu quá, bị nhiễu rồi, có 9 phần mấy thôi. Để em thay pin nhé, nhớ rồi, để lâu pin yếu rồi. Này là mấy cái hàng mà người ta mua mà người ta không có dùng ấy chứ. Pin yếu là đồng hồ mà đo là pin yếu, nó đo không cẩn rồi. Đấy, cộng trừ rồi để vậy luôn, kép luôn đó, kim pin mạnh quá chạy mắc kim luôn. Rồi về không nha, đó là 10 ôm này, đấy thấy không, 10 ôm ngay đó. Các bác chú ý nha, pin yếu cái nào đo nó sai liền, thấy không, tại pin nó để lâu rồi. Tí em đo lại của pin đấy, đây nha, cho kim nhá, đấy về không nha, pin yếu nó đo nó sai nè, đây nha, còn là 10 ôm nha, thấy giờ đúng rồi chưa, đấy chạy đúng rồi nha. Rồi x10 này các bác về chú ý sử dụng đồng hồ, nhưng mà thấy nó đo sai là các bác thay pin nhá. Rồi không nha, đấy 2.17 này, đấy còn đo cái 10 thì nó là 1 này, đấy về đúng số 1 nha. Rồi chuẩn lắm các bác. Rồi x1k này, rồi chỉnh việc không đó là không nha, đây là 59 này, 59 số 10 đấy, theo số 10 lon luôn đó, ghê không? Này cực kỳ chuẩn luôn. Đây đây nha, dí này, thấy không, số 10 lon, thấy không, đấy, dí lại. Đấy, cầm cái này nó lạch, nó lạch này, nó chuẩn lắm các bác, 60 lon luôn. Ở đây nhìn 60 lon luôn, lên cái camera thì nó kiểu nó chéo này, nó chéo này, các bác nhìn thấy nó không, thấy nó lon sang bên kia này. Đấy thấy chưa, đấy này đúng nha. Rồi ok, rồi nó điện DC để em lắp rồi, lắp nó dễ. Đấy, lắp rồi dễ. Đó này nha. Rồi. Cái này nó còn để được mà, đây nó để được mà. Mất thời gian quá. Rồi con này 10 vôn này, đấy gần 10 nha, 30 này. Rồi lên 120 này, lên 300, lên 600, lên. Rồi đấy, đo điện AC 600 vôn. Con này nghĩ là chắc người ta chưa dùng quá, chắc về Việt Nam em là người thử đầu tiên quá, chắc người ta chưa dùng sao, thấy nó chưa có vết. Đấy lên nha. Rồi 300 này, 300 các bạn nhìn đây nhé, 250 200 này, đấy đấy 228 vôn nha. Ok, cực kỳ ngon đấy, bác nào mua cái con này rất ngon, có 800 thôi, mã số 9 800, một đồng hồ gọi là mới 99% luôn, chứ không phải bỏ mới thì không đúng, tại vì là nhiều khi người ta về ta dùng 1-2 lần gì đó, hoặc là người ta chưa dùng, nhưng mà nói chung là nó rất mới 99% luôn đấy, cái tròn là 99. Rồi đấy, lại nắp ngon chưa, đấy 800 rất ok. Rồi cái video test đồ có giá của em
Đến đây là hết, thì các bác coi video các bác ứng nào thì liên hệ em qua số Zalo điện thoại em ghi bên dưới màn hình nha. Còn bác nào chưa có nhu cầu thì coi giải trí nha, cho em xin một like và đăng kênh chia sẻ nha các bác. Rồi xin chào các bác.